Xin kính chào các bác và anh em. Thấy có hay không ạ? Em test bán với anh em một cái bộ dàn của hãng Panasonic. Con này thì em để các bác giá rẻ để các bác về chơi làm loa vi tính hoặc là làm loa chơi điện thoại nhé. Đấy, vì cái màn hình của nó thì nó mất hiển thị chữ. Đấy, thì em bán cho các bác một tính năng cho nó dễ. Còn là CD, MD các bác về các bác tự nghiên cứu nhé, có cả giải mã luôn đấy. Đấy, đài với em có thứ đấy, các bác về tự nghiên cứu nhé. Để em bán các bác một tính năng cho dễ dùng. Đó là các bác ấn cái nút này nha, like nha. Đấy, ấn nút like là các bác có thể chơi được điện thoại, chơi máy tính nhé. Đấy. Nó có 3 chế độ ấy, la này nó sẽ ra một là cổng này, hai là cổng phía sau, ba là cổng giải mã. Thì các bác ấn một lần đầu không chơi được, ấn tiếp lần thứ hai, lần hai chưa được, ấn tiếp lần thứ ba, đấy, thì là sẽ chơi được nhé. Thì một nút like nó sẽ là 3 cổng chuyển. Đấy. Tiếng của này rất là hay luôn. Đây còn cái cách cắm thì các bác cắm vào nút có chữ là in nhé, like in. Đây, đây ao các bác không cắm nhé, đấy, like in là xong. Đây, cắm hàng trên nhé, ở dưới có một hàng nữa. Còn dây loa thì các bác đấu đúng màu đỏ vào dây đỏ và dây còn lại vào màu đen cho em. Mỗi thế thôi, đấy, chỉ cần tuân thủ đúng cái hướng dẫn của em là có thể chơi được nhá. Rất dễ thôi. Em quay luôn dàn nhé. Cái càng nó đây, cái càng nó rách nhẹ một tí. Loa các thứ hình thức là vuông vắn này, không cao su, tương đối là đẹp anh em nhé. Loa vuông vắn tương đối là đẹp, đầu máy cũng tương đối là đẹp. Trầy xước tí ti thôi, hàng bãi thì cũng không thể tránh được. Loa con này tương đối đẹp luôn. Chất âm thì hay các bác nhé. Rồi ok các bác. Con này các bác làm loa vi tính thì rất là tuyệt vời. Đấy. Nghe gọi là nghe vi tính, bởi vì dùng loa vi tính thì nút này gần như là cũng không dùng đến nữa rồi. Đấy, màn hình cũng không dùng đến đâu, volume đây. Đấy đúng không ạ? Còn chỉ muốn nút like thôi là xong. Ấn rồi. Ấn không được các bác ấn tiếp. Mà chỉ một lần duy nhất thôi chứ các lần sau mình không phải ấn nữa. Rất dễ sử dụng, rất dễ sử dụng như một loa vi tính thôi, đơn giản mà tiếng lại vô cùng là hay. Đấy, và mức giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, với bộ dàn này thì để các bác với giá là 690.000 thôi, miễn phí ship toàn quốc cho các bác. 690.000 miễn phí ship toàn quốc, có chú ý nhé. Đấy, miễn phí ship toàn quốc. Mẫu ngọc đơn là với các lô hàng anh em chuyển còn đủ, còn có chuyển cọc, cọc trước 300, chuyển cọc thì em không miễn phí ship. Đấy, nói rõ từ đầu là như thế các bác nhé. Giá báo chưa kèm phụ kiện. Đấy, các bác có phụ kiện rồi thì thôi. Còn anh em chưa có, anh em có thể mua thêm đổi nguồn hay dây rác thì đấy tùy anh em. Bên em cũng có bán nha anh em nhé, anh em có thể mua luôn để bên em cho tiện cũng được. Đấy, 690k bao ship, bác nào chốt thì nhanh tay nhé. Em sẽ mở lớn ra anh em nghe tiếp chất âm của bộ dàn. Tiếng này rất hay luôn, chép rất sáng. Anh em lần trước buổi này nhắn tin vào Zalo 0975 575 262. Chân thành cảm ơn các bác và anh em.